Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 22 tháng 10 2024 và Tùng đang ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nói về Trung Quốc thì Tùng đã dành ra khoảng độ 1 tháng đi Vân Nam, từ Công Minh Đại Lý Đại Giang, Shangri-La tới Hồ Lưu Gu, rồi Tây Sông Bản Nạp, rồi dành ra khoảng thêm 1 tháng nữa từ Thượng Hải đi Tu Châu, Hàng Châu, Phổ Đà Sơn, Hoàng Sơn, Bắc Kinh, rồi Thái Sơn, rồi cũng khoảng độ 1 tháng ở Tân Cương và bây giờ là ở Tứ Xuyên ha. Tuy nhiên là mình chưa từng làm một video nói về vấn đề nhập cảnh ở Trung Quốc. Hôm qua thì có một bạn xem kênh và bạn gợi ý cho mình là nên làm cái video này. Và tại sao mình lại không có làm video này trước đây là bởi vì thực tế là ngay tại sân bay chúng ta không có được phép quay video các bạn. Nói về nhập cảnh ở Trung Quốc thì sự mà nói là nó rất là dễ dàng. Mình dùng cái từ là dễ dàng luôn, mặc dù là giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc là tiếng Anh đôi khi nó sẽ hơi khó khăn đối với một số quý vị và các bạn, nhưng mà thực sự là dễ dàng bởi vì hệ thống nhân sự của Trung Quốc họ làm điều này rất là nghiêm và lịch sự. Mình dùng từ nghiêm và lịch sự các bạn nha. Tùng đã từng bay từ Bắc Kinh về lại Tứ Xuyên thành đô, rồi về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn Tùng bay Tứ Xuyên, bay đến Urumqi của Tân Cương, rồi cũng bay từ Kasga về Sài Gòn, và chuyến này là từ Sài Gòn đi Thiên Phủ thành đô. Và tất cả các lần Tùng gặp hải quan Trung Quốc đều là nghiêm và lịch sự, và họ trả lời rất rõ ràng, họ không hề làm khó mình. Đây chính là cái điểm mà mình thực sự rất là thích ở cái hệ thống của Trung Quốc về mặt hải quan. Video này Tùng thu âm ngay trong tại một quán ăn để làm gấp cho quý vị thì nó hơi ồn chút xíu. Khi mà chúng ta nhập cảnh vào phía Trung Quốc thì chúng ta sẽ điền một cái đơn gọi là đơn nhập cảnh ha. Thì hiển nhiên là quý vị đi du lịch bụi thì chắc chắn là quý vị sẽ nói tiếng Anh hoặc là một ngôn ngữ khác. Ở đây là tờ nhập cảnh viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Thì quý vị lưu ý là trong cái tờ nhập cảnh này á, là bản 2024, là Tùng cũng mới giờ điền cái bản này trong cái chuyến đi Tứ Xuyên gần đây thôi. Thì quý vị thấy là đầu tiên chúng ta có họ bên góc tay trái, sau đó là tên, rồi bên dưới đó chính là phần quan trọng, đó là ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì quý vị lưu ý là ở đây là Trung Quốc họ viết ngược lại nha, sẽ là năm tháng ngày. Quý vị lưu ý là điền năm tháng ngày, đó là ngày tháng năm sinh nha. Rồi bên góc bên phía tay phải thì chúng ta có giới tính là nam hoặc nữ, quốc tịch. Rồi chúng ta có cái tên là tên Trung Quốc, thì cái này các bạn không nên điền, không cần điền các bạn ha. Rồi chúng ta có số hộ chiếu và chúng ta có visa, thì visa là cái mà chúng ta có được khi chúng ta nộp á. Rồi cái chuyến máy bay chẳng hạn từ Sài Gòn chúng ta bay đến thành đô Tứ Xuyên thì chúng ta sẽ bay với hãng là hãng Tứ Xuyên, rồi sẽ có số hiệu chuyến bay, rồi số điện thoại cá nhân thì các bạn điền điện thoại cá nhân ở Việt Nam cũng được. Thành phố ở Trung Quốc thì các bạn điền một đúng một thành phố là được rồi. Chẳng hạn như mình đang ở thành đô Tứ Xuyên thì mình điền là Chẩn Tu. Các bạn điền cái bản tiếng Anh của tiếng Trung á, Chẩn Tu chẳng hạn là Chengdu, hoặc là Bắc Kinh thì chúng ta điền là Bắc Kinh, là Beijing, nó vậy. Mục đích của chuyến đi thì các bạn chỉ điền chữ là du lịch thôi. Đó. Và đây là mặt trước của cái tờ nhập cảnh. Dòng cuối cùng là địa chỉ của khách sạn, thì các bạn khi mà đi Trung Quốc các bạn sẽ đặt trước một đêm hoặc hai đêm ở khách sạn nơi mà các bạn đến, thì các bạn cứ điền cái địa chỉ khách sạn vô hoặc là cái tên khách sạn vô cũng đã đủ rồi. Nhớ có cái thành phố của khách sạn đó. Đây là mặt sau của tờ nhập cảnh các bạn ha. Câu hỏi thứ nhất đó là các bạn đã đặt vé trở về hay chưa? Cái này chắc chắn là các bạn sẽ phải đặt rồi, bởi vì khi mà đi máy bay là họ sẽ yêu cầu cái vé máy bay trở về ha. Có cái ngày tháng trở về nè và số hiệu chuyến bay. Cái câu hỏi thứ hai là các bạn có ai liên hệ Trung Quốc hay không? Và câu này các bạn nên điền là không nha. Mất công nếu mà các bạn điền là có thì sẽ hỏi là nhân thân người liên hệ ở Trung Quốc là ai. Cái thứ ba là các quốc gia và khu vực các bạn đã đi trong vòng 2 năm qua thì các bạn đi của từng đi nước nào, thì đánh vào cái tên của nước đó. Và cuối cùng là chữ ký. Mình muốn nhấn mạnh thêm một điều ở chỗ là hải quan của Trung Quốc họ hỏi rất là dễ các bạn. Mình đi tất cả các lần thì họ chỉ hỏi là đi đến đây vì mục đích gì, mà dự định ở đâu, đó là những câu hỏi mà thường xuyên họ hỏi thôi.
Và đây là đối với trường hợp là nam giới, còn đối với nữ giới thì đôi khi có thể là họ sẽ hỏi kỹ hơn chút xíu. Các bạn lưu ý là nếu các bạn đi du lịch nữ thì các bạn nên chuẩn bị chút xíu về cái giấy tờ, chẳng hạn như là khách sạn các bạn ở thì thường các bạn sẽ đặt trước 1-2 đêm đúng không, thì ở đó sẽ gửi qua mail thì chúng ta chỉ show là cái đó là đủ được rồi, chứ không cần gì hết á. Hải quan Trung Quốc thực sự là họ dễ dàng các bạn, miễn là chúng ta chỉ đưa ra được các chứng cứ là chúng ta đến đi du lịch một cách đàng hoàng thì các bạn cứ đi qua thôi, dễ dàng lắm. Mặc dù là đại đa số họ không nói tiếng Anh, nhưng mà mình bảo đảm với các bạn là họ thực sự là dễ thương, họ nghiêm nghị, họ lịch sự, không có bất kỳ cái yếu tố là các bạn phải lo lắng cả. Mình nói thực sự với các bạn á, cái nơi mà mình cảm thấy khó chịu nhất á, khi mình đi du lịch á, từ trước tới giờ đó, đó chính là Lào. Ngay tại cái cửa khẩu là họ đòi tiền, họ vòi vĩnh một cách gọi là nó trắng trợn luôn. Mình nói là ăn mà còn ăn bẩn á, và thậm chí mình nói là có một số quốc gia là chúng ta sẽ phải xếp hàng đợi vô cùng đông, nhưng mà Trung Quốc á, là tất cả các lần mình đi á là đều rất là nhanh các bạn. Thường là thủ tục rơi vào khoảng độ 10 tới 15 phút là xong hết toàn bộ luôn, chứ không phải là đợi hàng dài cả tiếng hay là 2 tiếng đồng hồ đâu. Như kể cả là Thái Lan á, là ngay tại Bangkok là sân bay Suvarnabhumi là bùm á, hay cả là Đôn Mường á, thì thường cũng sẽ đợi rất đông. Nhưng mà Trung Quốc Tùng chưa từng gặp tình trạng đó, bởi vì cái hệ thống nhân sự của Trung Quốc và hệ thống họ máy móc đồ họ làm rất là nhanh. Cái này phải nói là điểm cộng của họ. Hiển nhiên mình nói là mình không có đi vào cái dịp lễ Tết như là Quốc Khánh hoặc là Tết âm lịch của họ nên Tùng không rõ thế nào, nhưng mà tất cả những cái lần Tùng đi vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tức là những cái mùa là cũng gọi là mùa du lịch, nhưng mà gọi là mình tránh cái cột mốc ngày lễ của họ ra, thì đi rất là nhanh, rất dễ dàng các bạn. Vì thế là các bạn cứ tự tin đi đi, không có gì mà phải mà nói là sợ hết á. Ngay cả là khi mà Tùng bay từ Sài Gòn bay đến sân bay Thiên Phủ Thành Đô của Tứ Xuyên, xong mình kết nối chuyến bay đi đến Tân Cương, và bên trong cái sân bay cũng có người họ hướng dẫn cho mình rất là rõ là sẽ đi hướng nào để chuyển đường lai hoặc là quá cảnh. Do đó là tự tin bút vé mà đi. Nói gì nữa không? Sau đây các bạn sẽ nghe ý kiến của Minh ha, là bởi vì Tùng còn nói tiếng Trung, Minh thì không có nói tiếng Trung, nhưng mà cái cảm nhận của Minh nó sẽ cho quý vị được cái cảm giác rõ ràng hơn khi mà đối diện với hải quan á. Mặc dù có thể là hải quan họ cũng không giỏi tiếng Anh, nhưng mà cái cảm giác họ để cho em á là rất là thoải mái. Họ chỉ hỏi những câu cơ bản như mình có kế hoạch đi du lịch như thế nào kỹ càng, và có kế hoạch đi quay trở về, có nghĩa là mình có vé về hay không, kế hoạch đi bao nhiêu ngày. Rồi những câu hỏi của họ dùng tiếng Anh cũng rất là đơn giản luôn, simple luôn, là khách sạn, vé, phòng, rồi đi bao nhiêu ngày, địa điểm du lịch là ở đâu, kế hoạch như thế nào, rồi hết. Không có gọi là những câu hỏi nào lắc léo gì hết. Có một ý quan trọng là họ sẽ hỏi là có người thân ở Trung Quốc hay không, thì mình cứ trả lời là không hết. Những câu hỏi của họ chỉ đánh vào em khoảng chừng 3 tới 5 phút là em đã xong hết thủ tục rồi, và họ cho em đi qua, không có gì, không có gì gọi là khó khăn hết. Thậm chí có lần Tùng nhớ là Minh nó đi trước luôn cả Tùng luôn các bạn, bởi vì Tùng là người nói tiếng Trung, xong hỏi mình một câu, họ thấy mình trả lời tiếng Trung, xong hỏi lại câu thứ hai, nhưng mà đối với Minh là đôi khi là có khi hỏi được mấy câu, hỏi 2-3 câu xong rồi. Họ hỏi 2-3 câu hỏi rất là giản đơn, mình chỉ cần show ra là cái khách sạn của ngày đầu tiên mình đi thôi các bạn. Các bạn không phải đặt hết khách sạn của tất cả hành trình, mà chỉ đặt cần 1 đêm 2 đêm đầu tiên thôi, và có được cái vé máy bay quay trở về là các bạn chắc chắn là sẽ đi qua hải quan một cách nhẹ nhàng đó. Mình đi đường 99 thì không có gì cả. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ gửi lại cho mình ha, qua trang Facebook hoặc là YouTube nha.